vbgame.vn, shop app uy tín, giá rẻ, an toàn tự động. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Tháo Gà đây. Và đây sẽ là một clip tiếp theo của mình. Đấy. Mình xếp vô Sài Gòn rồi anh em ơi. Đây, như anh em thấy là đang có sự hiện diện của Tiến Black. Đấy, Tiến Black đang giúp mình bỏ đạn vô những khẩu súng. Khẩu súng mà bữa trước mình mua anh em, là mình đã đăng lên cho anh em xem là clip mình thử test cái sức mạnh của tụi nó. Để bắn vô dưa hấu rồi táo rồi bắn bóng bay rồi anh em các kêu á. Hôm nay tôi với Tiến Black sẽ thử thách á thanh niên này. À quên, tôi thử thách thanh niên này bắn thiện xạ của anh ấy, có nghĩa là bắn đụng những quả trứng ở đây nha anh em. Đây tôi cho anh em xem những quả trứng ở đây. Đấy anh em thấy không? Là tôi đã chuẩn bị 5 hàng ghế. Dưới 5 quả trứng đó trên mọi chiếc ghế rồi. Đó là tôi sẽ thử thách thanh niên này bắn cứ đúng là cứ bê trứng là lụm tiền, bê trứng lụm tiền nha anh em. Rồi xong rồi lát nữa tôi sẽ thì bắn lon với thanh niên này luôn. Thì bắn cái lon á anh em. Ai bắn đồ lon nhiều hơn là sẽ lụm tiền. Nói chung là hôm nay là sẽ cá độ tiền là chính anh em ơi. Về thử tài thiện xạ của hai thằng nha anh em. Đấy, giờ Tiến Black đang ngoài nạp đạn, vô đạn rồi. Ok. Rồi, ok. Nói chung là giờ ông muốn chọn cái súng lục hay là cái súng đây? Như là tao sẽ chơi cái súng đây đầu. Sao tao mà đi chơi mấy cái súng nhỏ nhỏ mày. Tiến Black tham lam anh em. Súng này tao bắn rồi, hơi bị lệch luôn á. Rồi, ok. Cái đó là mày thôi, nhưng mà tao sẽ khác chứ. Ví dụ như là bắn quang nhiêu nè. Một quẹ đây anh em, tôi đã chuẩn bị tiền ở đây rồi đây. Đây, đây là số tiền rất là nhiều luôn. Quẹ đầu tiên ấy là bán là 30, có 20 đi, 20 đi. 20 nha anh em, quẹ đầu tiên là 20. Quẹ tiếp theo là 30k. Quẹ tiếp theo là chơi hè tiền với mày 50k, chứ giờ tôi là youtuber nghèo mà ông nói kỳ không? Điên, nghèo mày mà nghèo, đủ tháo ghê, giàu nhất quan nghiệp mà kêu nghèo. Đấy, rồi quẹ tiếp theo là 150, quẹ cuối cùng là 200k nha anh em. Đấy. Dạ, cũng được. Dạ. Anh em thấy không? Bác tôi đã chuẩn bị tiền để sẵn cho nhận quà trứng hết rồi đấy. Bây giờ Tiến Black sẽ đứng ở chỗ đây. Đứng ở chỗ đây nha anh em, là sẽ bắn. Đấy, là ông sẽ đứng ngay chỗ đó và bắn lại chỗ đây. Đấy, tiền là đã nhận quà trứng rồi nha anh em. Tao muốn bắn que là bắn hay là tao phải bắn nhất định từ kia vô? Bắn nhất định từ kia vô là mỗi que ông chỉ có 3 lượt bắn thôi nha. Mỗi que có 3 lượt bắn nha. Là ok. 15 lượt bắn tất cả nha anh em. Đấy. Một cái máy quay tôi sẽ đo cho đây, giờ tôi ấn. Rồi. Có được cho tao test trước một viên không? Rồi test trước một viên luôn ơi. Tao test trước một viên mà lỡ trúng là phải tính luôn nha. Tại vì rồi ok. Tại vì cái tỷ lệ trúng vô xuống này rất là khó khăn. Rồi. Một viên. Một viên test thôi nha, rồi bắt đầu. Một viên. Hai viên. Đúng. Hai viên đúng. Đúng đâu lại được. Đây anh em ơi. Vậy là sau 10 lượt như là tôi cho Tiến Black 15 lượt bắn và sau 2 lượt bắn là thanh niên này bắn được một quẻ đâu. Ok. Được không? Tao có lấy 20 trước cho đỡ dính trứng dừa. Rồi ok. Rồi 20 tự nhiên sáng nay thì thấy có hai cái 20.000 á. Rồi ok. Rồi còn 13 lượt nữa, cho 4 quẻ nha. Năm lượt rồi nha. 6 lượt. 7 lượt. 8 lượt. 9 lượt. Rồi. 10 lượt. 11. 12. 13. 14. Ok anh em, nói chung là sau 13 lượt bắn thì là hết đạn rồi, còn 2 lượt nữa nha anh em. Là Tiến Black đã chỉ lượm được mới 20k thôi. Đó là tôi thấy tôi cả lời rồi đó. Quên, cái đây tôi bỏ vốn ra mà. Tao thấy mày lỗ 20 ngàn rồi, sao kêu mày có lời được. Quên, kêu tôi bỏ ra mà, nhưng mà không sao. Chứ mà tôi bán khi nữa mà lo cái gì. Tôi bán khi tôi sẽ lấy lại. Tao mày bán cái kiểu solo ấy hay sao? Solo chứ, ông tướng muốn làm ăn được tôi ấy. Ok, ok, để tao bán tăng ở đây tao nghĩ 15 viên không có được đâu. Ít nhất một cái đây là phải cho tao 5 phát. Tại vì cái súng mới súng bi không? Là nó sẽ bị lệch tầm bậy bẹ, tao bắn bên đây mà nó lệch đây, súng bi đâu phải là súng thiệt. Cho tao thiệt mà hồi nãy thì súng thiệt tao bắn một phát đúng một phát. Hồi nãy thì súng thiệt bắn một phát đúng một phát. Damn! Tại vì tao có kinh nghiệm bắn súng rồi. Tôi xin lỗi thử nha, tôi có lỗ nha anh em. Thôi, ok. Nói chung là bởi vì Tiến Black bắn được 13 lượt rồi nhưng mà vẫn chưa được qué 2 trứng nữa nên tôi không sợ luôn. Rồi ok, tôi cho ông thêm 5 lượt mỗi trứng á, là tính ra là 25 lượt. 25 lượt hồi nãy bắn 10. Rồi ok, là còn 12 lượt nữa nha anh em. 12 lượt nữa, đúng 12 viên đạn luôn nha, chứ rồi. Còn 3 lượt nữa đáng chịu á. Rồi ok, bây giờ thì sẽ làm 12 lượt bắn tiếp theo nha anh em. Bắn đi. Đồ. 13. 14.
15 cho chồng anh. Mà bánh mình nó nằm đâu không vậy mà bán? 16. Trời ơi. Là cái trứng này. 17. Trời ơi, đèn nó bay tức dữ rồi. 18. Rầu rầu rầu. 19. 20. Rầu xem anh em ơi. 21. 22. Đèn cái đầu nó kéo về trúng được luôn rồi. 23. Kéo về trúng được luôn rồi. 23. Đúng. Đúng. Ghé về trúng rồi ạ. 24. 25. Rồi, ok. Sau 25 lượt bán thì thanh niên này đã bán được thêm một que nữa anh em ơi. Đây, que này còn bị lúng rồi. Là được 30k nữa nha. Đấy. Đây, 30k nữa. Đấy. Cho ở đây ví dụ như trật thì cứ bán xem bên năm được mà trật, ví dụ như anh đang bán 200 cứ trật năm được thì lấy lại anh bỏ lại 200. Bán trúng là lấy 200 phải không? Dạ. Bỏ lại 200. Ờ, thì bỏ trật thì bỏ lại 200. Ồ, bỏ trật thì bỏ lại 200. Đặt lại 200. Lấy tiền không làm gì có ở đây đâu. Ok, nói chung là sau 25 lượt bán tiếng một lát chỉ lấy được 50k thôi anh em ơi. Bây giờ sẽ tới cái lượt thử thách thứ hai nha anh em. Đó là tôi tiếng một lát sẽ thi bán lon á, hai thằng sẽ bán lon. Tôi chọn súng lục, còn thanh niên này sẽ chọn súng AK đúng không? Rồi ok. Rồi, ok anh em. Đây, tôi đã chuẩn bị sẵn 4 cái lon rồi anh em ơi. Bây giờ lượt thứ hai á, tôi tiếng một lát sẽ chọn súng và bán thi. Tôi chọn súng lục, còn tiếng một lát sẽ chọn súng AK. Ý nghĩa là vậy này, tao vừa mà kiếm 50 người ta mới giờ cho đây này là cái cách kiếm tiền nó làm sao rồi đây. Đây, là bây giờ là mỗi lon là tôi chơi 50 ngàn trong luôn. À, ý nghĩa là ví dụ như mày bán trúng là tao phải mất 50 mà mày tao trúng mày 50. Nhưng mà mỗi thằng chỉ có 10 viên đạn thôi. Rồi 10 viên đạn mà sao cứ bán rớt 4 cái đây là có 2 chị. Đúng rồi, bán rớt hết là rồi, mày sợ. Rồi ok, rồi okay, ok, được. À, nói chung là tiếng mà lát này lượm 50 rồi anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ lượm lại. Rồi, ok. Giờ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, ok cho. Rồi, ok. Bây giờ làm tao cho mày bán trước luôn, mày nạp 10 viên đạn vô trước luôn của mày rồi, tao mày bán xem của lục tao bán ok cho. Rồi, ok. Bơm vô không mạnh hơn. Thì nó đẹp hơn. Bán 4 cái lực khác hơn, cái ống này nó dài nè. Chín viên. Đạn ra nó bị thốn á. Rồi quay đi tính. Rồi, tao đang quay đây. Ok, đây anh em. Đây là 10 viên đạn nha. Đó, tôi bỏ không gian đâu. Đúng 10 viên đạn là tôi sẽ bán hết cái lực súng phanh này á. Là cứ thế mà lượm tiền tiếng lát thôi. Rồi, ok. Ok. Rồi. Anh Thăng cho anh quen xíu thằng bây giờ. Ok anh em, bây giờ là thao ra sẽ bắt đầu bắn này. Hắn đang ngồi kia rồi, bắn ngay cu. 10 viên đạn nha anh em. Ừ. 1. Gừa quá đi. 50. 3 viên rồi. Thấp xuống. Đó, thấp xuống. 1 ngàn rồi anh em ơi. Gừa quá đi. 200 ngàn. Rồi, tao cho mày bỏ thêm luôn. Bỏ thêm luôn lại. Bánh nào hết đạn phanh thảo kiếm được. Rồi, nhiều kiếm nhá. Bây giờ tao bánh trứng coi luôn nè. À, bánh trứng ơi. Rồi, 1 rồi, tao cho 1 trứng cũng 50 luôn nha. 1 trứng 50 luôn không? Ui. Thấp chút nữa. Ui, sẽ thành đây nó giờ bánh hơn đây. Dừng cuối rồi anh em ơi. Mang sao đã được thêm 50 ngàn của tiếng mà lấy. Rồi. Tao giấy đâu á? Hết rồi á. Tháo ghe kia hết rồi. Tôi đã lấy được combo 200 ngàn anh em ơi. Đây, 200 ngàn đây. Đây là 200 ngàn của mình nha. Mình lấy mình đưa tháo ghe chứ không phải của tháo ghe nha anh em. Rồi. Ok anh em, 200 ngàn. Rồi, bây giờ có lực xuống ai kèo không? Đặt cái lon lên. Đấy, bỏ lon lên giùm anh đi em. Đó, ok. Đây là 4 lon nha anh em. Bây giờ sẽ tới lượt bán của tiếng mà lát. 10 vừa đủ luôn nè. 10 viên thôi nha. Có anh Giang nha. 10 viên, tao 10 viên, tao nói 10 viên nha anh. Rồi, ok. Cái súng này là khó bán hơn, cái súng kia. Khó bán nhưng mà em thích những thứ bự. Nó thành câu này luôn. Đấy, bây giờ tiếng mà lát sẽ bán lượt bán nha anh em. 1 viên. 50k. Trời ơi. 1 viên. Trời ơi, anh em chết rồi, trả tiền rồi. Đúng nè. Cao hơn chút. Đúng đó, thấy chưa? Một cái lon nữa nè. Hết chưa? Còn 2 viên nữa. Dạ chào. Thôi tao bị lừa anh em ơi. Ghê quá. Lừa? Cái súng này là của mày xém hay của tao? À, của tôi. À, của mày xém sao mà tao bị lừa được? Mày bị lừa được. Thấy không? Bánh lung thêm một quả trứng nữa nè. Ấy,
ước nhẹp luôn. Đó là tính ra là tôi thua tới 250, ăn được 200 mình nhá, là 250 anh em. Ở đây tao ăn 50 là tính ra tao kiếm được xì ngày hôm nay rồi. Rồi bánh cái coi. Trời ơi, thôi tao nợ được không? Sao được, đưa 50.000 nữa, nãy thấy mày cầm cũng đóng một đống tiền đâu. Làm thâu cứ đợi xe quay đầu mà đưa tao 50 được, nói chung là mày cứ nhớ là mày còn kém tao 50. Trời, tính ra. Vừa mới sáng sớm được xuống lì xì 100.000 nói chung cũng ok đâu. Không, nói chung tiếng mà lắc bắn quá hay anh em ơi. Thiệt luôn á. Tôi bắn 10 viên nhưng mà tôi chỉ trúng được 4 cái lon thôi. Thanh niên này còn ba nốt thêm một quả trứng nữa mới đeo chứ. Tao bắn thêm một lần lon ai rớt xuống nữa chứ mày. Nhưng mà cái lon đó là cái ông mày tính quả trứng mà chứ, để nó trúng 4 phát lon thôi mà. Rồi. Hả? Ok. Lon đó không đô nó lại tao không tính tiền hả? Được mà dùng cái này không đô quá bắn trúng cái kén là tính rồi. Thôi không sao. Nói chung là giờ lỡ thua rồi. Nói gì cũng vậy thôi anh em ơi. Ừ. Nói chung là cái màn thử tài thiện xạ của tôi với tiếng Black đến đây cũng là kết thúc. Mày thằng ấy tao mày tặng tao khẩu súng được mày thích con khẩu súng đó quá tặng tao hử. Không, nói chung là qua hai clip rồi anh em ơi. Qua hai clip là tôi nghĩ cái súng này cũng hết giá trị rồi. Dùng cho tiếng Black, tiếng Black tái sử dụng. Tặng cái sao kêu cho mày nói bố thí giữ mày. Tặng tiếng Black. Tặng cái kêu cho. Tặng cái tách, tặng cái súng là khỏi lần cái tách nha. Cái tách gì nữa, giờ chuyện bây giờ mà còn tách tét nữa. Bây giờ anh em nào biết cái tách tao mua rồi mà tách gì nữa mà tách. Thôi, nói chung là cảm ơn anh em đã xem video clip này. Nếu thấy video clip bắn súng này hay và thú vị á thì ấn vào nút like, đăng ký kênh ủng hộ cho tôi và đừng quên chia sẻ tôi một cái nha anh em rồi. Bye bye anh em. Bye bye nha.